Đây là xã Pá Mì. Xã Pá Mì à anh à? Xã Pá Mì. Xã Pá Mì của huyện gì nhỉ anh nhỉ? Neo lên đây. Một chỗ này thì mình không neo được. Nó không có bậc. Này chạy mà ngã thì chết. Ở đây mình gọi xã Pá Mì của huyện gì hả anh? Mường Nhé. Mường Nhé. Trên này cũng đông người dân đấy chứ. Quá tuyệt vời. Quá đẹp. Có điện đón mà các bạn. 4G này bắt rất khỏe luôn. 4G trên này bắt rất khỏe. Cây mận này rất đẹp luôn. Xem cây mận này rất đẹp. Cây mận này hoa trắng đẹp nhỉ. Ở trên này chơi mận thay chơi đào được ấy nhỉ. Mận quả to không hả anh? Ê, đúng hả? Rừng núi mênh mông luôn, sướng nhỉ. Đấy, không khí trong lành thoáng đãng, hôm nay nắng đẹp quá tuyệt vời luôn. Đấy. Ê, họ phơi quần áo ơi. Đấy. Hôm nay nắng đẹp tuyệt vời á. Rừng núi mênh mông luôn. Gà. Gà của họ đây. Đấy. Toàn thể cái ngôi nhà của họ nhé. Ôi. Đấy. Đấy. Nhà đơn giản đấy không? Bơ xi măng dưới là gỗ. Rồi nhá. Chắc là mùa đông thì rét lắm, gió lùa vào. Mình ở nhà rất lạnh không? Đấy. Củi nhá. Thế bình thường là anh xuống dưới Hải Phòng ấy là anh đi đi xe gì đấy? Xe khách ạ. Xe khách.